Chào anh chị, em tên là Trần Nguyễn Tuấn, năm nay 27 tuổi, hiện em là một biên dịch viên. Rồi, còn em? Em tên là Thạch Thị Ngọc Nữ, năm nay em 27 tuổi, hiện công việc của em là thư ký. Hai em quen nhau từ khi nào và cái ấn tượng đầu tiên của em với Nữ ra sao? Tụi em quen nhau cách đây 7 năm, từ lúc là còn sinh viên. Thì lúc đó là một người bạn của em á giới thiệu là có một bạn dễ thương lắm, cũng hot lắm. Mà lúc đó thì em đang là FA lâu năm, trong lớp ai em cô hết mà không dính cô nào hết. Lúc đó là đang vã quá rồi. Vã quá rồi. Nghe thấy tin có gái là em sáng bừng lên, em nhắn tin liên tục. Rồi bên này khi mà nhận được cái tin của cái anh Thánh FA này thì như thế nào? Dạ lúc đầu em cứ nghĩ đó là của cái anh học chung quân sự với em. Anh lấy tư cách là cái anh đó nhắn tin cho em. Thì sau khoảng một tuần nói chuyện thì anh mới nói thật là anh là bạn thôi chứ không phải là cái anh đó. Thì anh có hẹn em đi ra quán trà sữa để gặp mặt đó. Cái nhìn đầu tiên của em về bạn Tuấn này thế nào? Nói chung là ấn tượng thì không có ấn tượng gì, nhưng mà em chỉ có cái ấn tượng duy nhất là em nghe đồn là lớp bạn đó có khoảng 20 mấy cô á, thì bạn cua hết 20 mấy cô. Mà có nghe đến cái chuyện mà không dính cô nào? Em nghe vậy là em thấy đào hoa rồi, thì em cũng không có ấn tượng tốt lắm. Thật ra phải nghe hai vế nha. Ví dụ như bên kia mà chịu thì mới gọi đào hoa, không? Còn nếu mà bên kia không chịu, ông đèn thì đào hoài. Thấy còn Tuấn. Em thấy con gái mà cái tiêu chuẩn là ai mặc quần sò ngắn ngắn xíu, mặc áo body xíu là em kết. Em kết. Thuộc đạt chuẩn sexy là em được liền. Và cô này dạ, có chuẩn đó không? Dạ thì hôm đó là mặc đồ như vậy. Đúng chuẩn luôn đó, dạ. Đúng không? Dạ. Rồi sao? Tấn công sao? Em thấy là kết rồi, cái nguyên buổi trà sữa đó em cố gắng giới thiệu về mình. Rồi trong giai đoạn yêu nhau thì có cái gì khó khăn không? Trong thời gian yêu nhau mới có một năm thì anh này anh đã say nắng người khác rồi. Đang quen em? Dạ đang quen em. Mà say nắng người khác? Dạ. Hôm đó vô tình em thấy có tin nhắn tới điện thoại, thì em mới mở ra em xem, thì em thấy nhắn qua nhắn lại giống như là hai người đang tán tỉnh nhau á. Thì em mới hỏi ảnh, thì ảnh lúc đó mới thú thật, xong mà ảnh đòi chia tay em. Ủa nhưng mà lý do sao mà em say nắng cái cô đó? Thì em thấy làm việc thì chung chuyên môn, nói chuyện cũng hợp nhau lắm, nên em cũng thấy hơi thích thôi. Mình em thích người ta thôi chứ người ta không thích em. Nhưng mà lúc đó thì em suy nghĩ như thế nào? Nói chung là em buồn lắm, tại vì lúc đó em chỉ có thương một mình cái bạn này thôi. Sau khoảng thời gian mà suy nghĩ kỹ á, thì cảm thấy là vẫn còn cần nhau, thì hai đứa quyết định quay lại. Rồi sau khi cưới nhau về anh thấy Tuấn rất là hiền. Dạ đúng. Thế bây giờ anh hỏi tật xấu của Tuấn là gì? Cái tật xấu mà em không thích nhất là anh hay nói dối lắm. Chuyện gì anh cũng nói dối được hết, từ nhỏ tới lớn. Dạ. Ví dụ? Ví dụ như hôm đó ảnh nói với em là ảnh về công ty lấy đồ. Thì chiều hôm đó anh về nhà ảnh lại than đau họng. Thì em mới hỏi ảnh là tại sao anh đau họng. Thì anh bảo là anh vừa mới uống cái ly nước đó. Em hỏi là ủa anh đi uống nước với ai mà anh uống nước đó. Thì anh mới khai ra là ảnh hẹn cái chị trong công ty ra để nói chuyện gặp mặt. Rồi ảnh sẵn anh lấy đồ luôn. Thì nói chung cái chuyện đó nó cũng không có gì to tát. Nhưng mà ảnh cũng nói dối nên em không có thích. Hiểu rồi. Có nghĩa là giả bộ là nói là hôm nay anh đi về công ty. Dạ. Lấy đồ nhưng dạ. Thực ra là hẹn cái cô đó ở quán cà phê dạ. Để nhờ cổ đưa đồ giùm để dạ. Khỏi mất công đúng không? Dạ. Rồi về lại lỡ miệng nói vợ là tại muốn cái ly nước đó cho nên đi đâu rồi ta kêu bằng dấu đầu lời đuôi đó em. Thứ hai nó vợ gì, nếu mà nói đuôi đi với cô kia thì sợ cô này lại ghen dạ, đúng chưa? Em sợ vợ ghen hả hay là sợ vợ buồn? Sợ vợ ghen chị. Tại vì vợ ghen dữ không? Cũng khá là ghen. Đó giờ em làm toàn việc với phụ nữ không à. Mà em cứ về nhắc cô này cô kia thế nào rồi em cũng ghen. Cái lịch sử 20 mấy cô đó em cũng sợ chị. Rồi bây giờ anh muốn hỏi một điều là ảnh vẫn còn uống cà phê với các chị em phụ nữ nhau? Dạ có. Thì cũng là chị đồng nghiệp luôn. Cũng là cái chị lấy đồ à? Dạ không, một hay là chị khác nữa. Chị khác nữa tại công ty nhận gái mà. Nhiều chị vậy, dạ, nhiều chị vậy. Thì chị này hay nhờ chồng em trở về rồi chị buồn gì chị hay rủ ra cà phê tâm sự. Ảnh giấu em á chị. Thà như ảnh cứ nói thật với em là ảnh đi gặp như vậy á thì em không có nghĩ gì hết. Mà ảnh giấu thì mình lại càng suy nghĩ nên em hay bực mình thôi. Rồi ảnh có ga lăng không? Dạ ga lăng. Rồi có hay mời mọc tặng quà cáp này nọ rồi thể hiện mình là một người rất là ga lăng phụ nữ? Chắc có thì cũng giấu thôi không nói cho em biết đâu. Rồi người ta có tặng lại chồng em không? Dạ có. Tặng. Dạ. Chị đó tặng luôn. Dạ chị đó tặng nhân dịp sinh nhật á thì chị tặng cho ảnh một bộ quần chip. Underwear hả? Dạ. Cái đó thì em vô tình em biết cái thôi. Cái đó là vẫn chơi thôi chứ không có gì hết á. Vẫn chơi kỳ không? Rồi cái chị đó cũng được cái ý tứ rồi. Chị hỏi nè, tại sao em lại cứ cắt chị là sao? Em thích nói chuyện với những người lớn tuổi hơn hả? Dạ đúng rồi chị. Lý do? Em thấy các chị có nhiều kinh nghiệm hơn. Với lại dễ tâm sự hơn nữa. Đó, có nghĩa là sao em biết không? Những người nào mà bạn cảm thấy là có thể sẻ chia được với bạn, có thể nghe được bạn, có thể an ủi bạn, là bạn có một cái sợi dây liên hệ để mà dễ
bộc lộ thôi, cho nhẹ nhàng đi, đừng thèm ghen tuông vớ vẩn, nó mệt lắm. Thậm chí nếu xuống sắc, xuống sắc. Nếu được, ví dụ như em cũng có thể mời chị ấy, rồi mời vợ mình đi ăn với nhau, dạ, ăn chung với nhau để tạo mối quan hệ, dạ, không? Dạ. Nếu như trong trường hợp mà chồng em rủ em có đi không? Dạ đi chị. Em có thích đi không? Dạ thích. Ừ, em Tuấn, bữa nào rủ đi Tuấn. Dạ. Mấy chị làm trong công ty của Tuấn á, nếu mà thực sự mấy chị coi Tuấn là một người em trai và các chị quý Tuấn, thì á, Vân nghĩ là các chị cũng nên quý luôn vợ của Tuấn. Ví dụ một lúc nào đó các chị cởi mở, chị nên rủ hai vợ chồng đi chung. Chị nghĩ như vậy cuộc sống nó sẽ vui vẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà riêng cái vấn đề mà tặng cái quà mà chip chip là tôi thấy không ổn. Dạ. Không, nhưng mà nếu mà thực sự mà cái mối quan hệ nó bình thường, tặng nó là bình thường biết. Không phải, tại vì thứ nhất ở đây là em thậm thấy chí nào bình chị thường nói nè. Tại vì bên kia với bên này chưa có gặp nhau. Nó thì bây giờ mới nói là rút kinh nghiệm. Nó không có đủ thân thiết để này. Không phải, đó, không thân thiết với vợ chứ không phải là không thân thiết với chồng. Ví dụ như hồi đó là chị biết em, chị đâu biết vợ em đâu. Đúng không? Nhưng bây giờ sau khi em lấy Liên rồi, chị biết Liên luôn, đúng không? Thậm chí cho nó Liên sinh nhật của ông Bin nè, chị tặng nó hai quần underwear nha, tại bển nó quần đẹp quá, chị thấy mua. Thì cái đó nó khác, không, cái đó là khác. Bây giờ chị đương muốn nói là từ đây đổ đi Tuấn phải lái cái mối quan hệ là như vậy. Tuấn hiểu ý của chị không? Dạ. Thì em không phải nói dối nữa, mà một người mà phải nói dối á, mệt mỏi lắm. Em cứ open cái mối quan hệ ra. Dạ, dạ. Vừa được lòng vợ, vừa được lòng các chị, vui vẻ, thoải mái, đúng không cưng? Dạ, đúng rồi. Thôi cảm ơn nha quý vị, cảm ơn nhiều. Rồi bây giờ anh hỏi nè. Dạ. Thế vợ em có tật xấu không? Vợ em thích là xét nét cái nhược điểm người khác lắm. Chẳng hạn như xem chương trình Vợ Chồng Son nè. Nên nhận xét vợ chồng người ta thấy toàn là thấy là nhược điểm không à. Không có nhìn vào cái ưu điểm. Không nhìn thấy những là xét nét đúng không? Dạ, xét nét. Rồi ngược lại chồng thì sao? Chồng em thứ nhất là nói dối, thứ hai là ảnh lập trường không có vững. Ảnh dễ bị tác động bởi những cái yếu tố bên ngoài lắm, rồi dẫn đến là anh thay đổi cái quyết định của ảnh luôn. Em mong muốn Tuấn thay đổi những điều gì? Suy nghĩ của ảnh á, ảnh nên tạo, ảnh nên có một cái chính kiến, chính đúng không? Đúng rồi. Còn em muốn vợ thay đổi gì? Em muốn vợ em thay đổi là khi cố gắng nhìn vào cái mặt tích cực của người khác hơn. Để cho đời nó vui vẻ hơn, màu hồng một xíu. Ủa chị nhìn em á, chị đâu có nghĩ em là cái người mà em không có cái chính kiến riêng đâu ta. Là tại vì nhìn em rất là đỉnh đạt, mà em nói năng rất là gãy gọn đâu ra đó. Không biết có thể là cảm nhận của chị sai. Em chỉ có lập trường vững vàng trong vấn đề công việc, còn như xã hội thì ai mà hay nói và nói ra thì em cảm thấy rất là hay bị lung lay đó. Cái công việc chuyên môn của em là em biết là em coi như em kiên định với cái điều đó đúng không? Rồi. Như thế có nghĩa là đó giờ bạn bị ảnh hưởng bởi cái sự bảo bọc của mẹ với lại của ba nhiều á. Cái gì cũng là mẹ đúng và ba đúng. Đó là từ nhỏ tới lớn rồi. Mà bạn không có cái kinh nghiệm mà thực sự ở ngoài đời nó tác động vô. Giống như cuộc đời chưa có vùi dập em bao giờ hết. Đúng không? Cho nên rằng là em chưa có cái đó. Thì cái đó lại không quan trọng. Cái đó là cái mình sẽ học được sau này khi mà tụi em phải tự lo cho gia đình của mình, tách riêng ra. Em sẽ gặp một số sự cố ở cái cuộc đời của mình, thì từ đó em sẽ rút ra được là cái cảm nhận của mình là chính xác nhất. Chứ mình không có thể nào mà cảm nhận theo một người nào đó được. Thì cái điều đó dễ sửa. Còn về phía em, chồng em có một cái góp ý đó, chị thấy em phải nên sửa là cái xét nét. Tại vì em đủ tất cả mọi thứ để mà em không cần phải xét nét ai hết. Em có một người chồng giỏi giang, một gia đình chồng hậu thuẫn rất là vững vàng, ba mẹ yêu thương mình, không việc gì mà em phải xét nét ai hết. Còn cái suy diễn, đừng nói dối nữa là vợ hết suy diễn đó. Cho nên hiểu không? Cái suy diễn nó hình thành từ cái nói dối của em đó. Thôi bây giờ đừng xét nét nữa, đến với chương trình Vợ Chồng Son, xung quanh màu hồng thì cứ nhìn cuộc đời nó là màu hồng nha. Rồi xin cảm ơn.